thật là ẩn thân chi thuật. Trời ơi đừng núp kín quá, kiến cắn mấy đứa ơi. Rồi phát thua rồi mọi người ơi, phát thua rồi, ra đi. Ủa hai tay kia cốt đốc đâu ghê ta. Em nghĩ là mình nên báo chính quyền đi anh. Còn sống thì lên tiếng nè. À nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Nope. Ủa hôm qua ai trong đây vậy? Này phải nói là cái kho mà một trong những kho kín nhất luôn á. Ủa ôi sao kỳ ta, lại lên mấy nhà hả trời. Hello con. Bà kêu cái gì vậy? Hồi nãy giờ có ai vô trong đây không? Có. Có. À, con gái tôi đã điểm chỉ rồi. Có ai vô nhà mình không? Nó nói có. Ủa? Ủa sao con nói có người vô nhà mình? Có đâu? Có bên phe nào? Con gái tôi hỏi có ai vô nhà mình không, nói dạ có. Chứ không có ai biết phe nào luôn. Được rồi, đợi tôi đi. À! À! Hết hồn nhận quay phim. Hồi nãy giờ tìm hết rồi chỉ có hồ cá thôi, không lẽ ai đi xuống hồ cá núp. Đúng không? Làm gì có được. Bất ngờ chứ ông già. Thôi, sáng đi vào đi. Là hơn là nhờ em á anh Giang. Chứ nãy giờ anh chưa tìm ra đứa nào chắc anh điên rồi. Trời ơi tao vốn đi bắt chim bắt đêm quá trời. Nghe tiếng gì ụt ụt vậy? Ê Qua tao đói bụng quá Qua ơi. Không lẽ mình để hở một điều gì sao? Đây là nhà của mình mà. Ui là trời ở đâu hay vậy ta? Đâu vậy? Anh biết em cực lắm không anh Giang? Có ai mà núp vậy với em ấy không? Ai để chui xuống nước kìa? Nhổm lên được. Đi ra đi lên. Trời ơi mày điên rồi. Trời ơi là trời. Nhưng mà chui xuống gầm cầu phải có chỗ vịnh. Biết sao không? Tôi không biết bơi mấy má ơi. Tôi dụng cái qua lét luôn nha. Giải thưởng này cha mấy trăm triệu lần. Hả? Hay quá con ơi, con đã bị bắt rồi. Ủa nhìn mày như ma da vậy đó quá. Lạnh quá. Mày điên quá. Đặt một chân lên đã. Hay rồi, lên bắt. Trời ơi con bé khủng khiếp thật. Trời ơi trời, bé nó quá là gan dạ luôn, không biết bơi mà xuống hồ cá coi. Mai mà chết cá coi chắc tôi ân hận suốt đời vì tôi tổ chức lên cái cuộc chơi này quá. Sao mày không đổ ra chơi vui vậy? Nãy đước mấy lần rồi, qua cái cầu chuồng chuồng quá nhẹ nhàng rồi. Mày vô mày thay đồ của tao cái đi. Ghê quá. Giờ đi kiếm lại một vòng nữa đi. Kiếm phụ anh coi. Kiếm nãy giờ có thấy đâu. Tại hồi nãy anh có một nghi vấn. Là cái chỗ quầy ba tự nhiên đèn tắt ở chỗ đó. Chỉ có người nào tắt thì mới tắt thôi. Trời ơi vô đây anh vô chưa? Anh vô rồi mà. Đây nè. Ở đó, đó là gì, làm gì có. Không lẽ leo trên đây hả? Phát. Không đâu anh ơi, cây ai vậy? Trời không dám hết á. Ở đâu? Ê
kìa. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Sao ông kiếm chẳng chốt đi trời. Anh tính ra mình có hai con ma già với con ma cái. Hồi nãy anh rọi đèn như này mà anh không thấy. Em muốn té đái anh. Nãy anh cũng rọi em muốn té đái luôn. Trời ơi. Mọi người ơi, nó có một cái sự ghi vấn đâu đây. Cái đèn 13 này á là không có tắt để cho nó sáng đèn bãi biển, nhưng có sự tắt ở đây. Rồi cái mền dùng ở đây. Đợi đó, tôi mở đèn lên. Thấy chưa? Không mà sợ lắm. Sợ cảm giác mà ảnh mà xôi cái đèn tới á, anh không dám thở luôn. Cái giờ vẫn còn rung nè. Em không biết bơi mà em còn phải rung. Tự nhiên đường đường là một nghệ sĩ. Đi vô đây, chui xuống nhủi. Chào chào giải công hiến đi. Công hiến. Công hiến đi. Rồi vô tắm rửa thay đồ. Lét quá. Đi. Vô. Nhanh tay lên nào. Vợ Tuấn Phát đói rồi. Trời ơi. Oh. Trời ơi quá trời thịnh xòa. Ủa nãy giờ anh đi kiếm tụi em không mà thời gian đâu anh chuẩn bị hay. em cố tình em để lộ để cho ảnh thấy em thôi để cho trấn an cái tinh thần ảnh lại, em sợ anh bị điên. Trong nhà của mình mà giờ ba đứa một người lạ vô mà mình tìm hoài không ra. Lúc nãy anh núp á, anh có nghe đó, anh Giang anh nói là trời ơi cái gì vậy, ba đứa này làm gì vậy, nhà của tôi mà sao tôi không tìm ra tụi nó. Cứ đi nha, để nha, anh để nha, để nha, thiệt cái thương quá. Bây giờ nấu nướng nên chuẩn bị nướng, có gì em phụ cho. Bỏ lên kìa. Khờ người hết rồi. Bên lửa đang còn kia khi người đang sẽ đắp thương yêu. Ngon không? Lời trời cho ủa? Mưa. Hát quá trời không được ăn. Hát quá được ăn đâu. Em hỏi anh sao chỉ đốt cho mình còn qua. Qua đây đi, ăn đi. Sắp tới anh có dự án gì không? Chia sẻ với em Múc. Đầu tháng 1 bên mới, cuối tháng 1 đi Mỹ. Phim mới là web drama hay là... Series 2 chiếu Tết. Mà anh làm chất lượng điện ảnh luôn. Ủa sắp tới có làm gì không? Dự án gì? Tháng 10 em bấm điện ảnh nè. Ghê vậy? Nhanh vậy, mới kể được với anh đợt trước mà. Đúng rồi. Tặng con, tặng con, tặng điện. Hồi sáng cái lẩu mắm là quà của Phát. Rồi đây lẩu bò hả? Lẩu bò mà ai đựng trong cái hộp giấy. Mới xếp hồi kỹ lên đúng không? Dè giữ nhang là của Hoa, còn cái này là quà của em. Ghê vậy? Cái gì mà đang thui vậy? Trời ơi, sao cái này không tặng ban ngày? Xịt bà hổn ghê. Nè, quà còn nguyên địa chỉ nè, keo còn nguyên nè, mình sẽ cùng rọc ra nha. Đây, đó vợ Đằng hay đội tóc giả. Và mỗi lần Đằng đội tóc giả đó thì mọi người luôn cười chê. Rằng muốn đợt này là phải có người đội chung, có gì mình chịu chung vậy mà cho nó vui. Nghệ sĩ chơi chung là được giấu mặt, là được bí mật á, không biết là ai, chỉ biết mỗi quay chung anh Giang. Nếu mà được anh Giang đổi với em. Ngày mai mình sẽ đi mua cái hộp mới cho nó lịch sự, cho nó đẹp đẽ. Mong chờ. Tại vì mỗi lần đi quay với anh luôn móc cái vụ tóc giả em ra. Mặc dù hôm nay em không có đội chết nhưng mà rồi. Này là anh yên tâm tóc mới hoàn toàn. Cái nhìn mắc cười đó. Anh Giang, chúng ta là một gia đình. Cái gì vậy? Trời ơi. Anh Giang, chúng ta là một gia đình. Trời ơi. À thì anh muốn cướp cái cơ người 5.000 mét vuông này.
đâu có biết là quay chung với mọi người đâu. Biết cũng chuẩn bị tóc rồi. Sao nãy em đưa sớm rồi đổi này chơi đi xuống tìm luôn. Là xỉu đó nghe. Ê, để cho em đội ngồi dưới đó. Ngồi dưới, sao nhìn xuống không thấy gì hết. Chị thấy cái đầu bồng bềnh. Một, hai, ba. Dễ thương. Dễ thương. Hôm nay vui, hôm nay là một ngày rất là vui ha. Vui. Chơi từ sáng tới tối. Đâu có một ngày nhẹ nhàng vậy thôi. Không, mà rất là vui tại vì ngày hôm nay anh Giang tạo một cái cơ hội để cho anh em mình kết nối. Tại vì anh Giang là đàn anh đi trước rồi, tụi mình là kiểu là đại diện với lớp trẻ. Thì bình thường thì gặp nhau ở phim trường hay là những cái dự án trong nghề đi quay thôi. Nhưng mà cũng ít rất là ngại khi mà tiếp xúc hay là nói chuyện với anh. Kiểu như là đàn anh lớn rồi mình cũng rất là giữ kẻ khép nép đúng không? Thôi ra cha. Thiệt. Cậu dạ. Biết còn nhiều người còn lớn hơn tôi mà. Anh đang nói hộ lòng của hai bạn này. Đó thì nhờ những cái dịp như vậy. Ừ. Thì anh em mình có cơ hội gần nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Thì biết đâu sau này anh em có cơ hội để làm chung những cái tác phẩm nào đó. Hồi đó tới giờ là cảm giác là làm việc anh Giang là rất là sợ. Nói sợ, chưa? Sợ anh, Giang, sợ anh Giang tại vì cái kiểu như là mình nhỏ. Sợ cái uy của anh không, Giang. Anh là dễ chịu lắm. Nhưng mà hôm nay em nói thiệt á, cảm giác em không phải đi quay giống như là về nhà anh chơi vậy thôi vậy. Đúng rồi. Đó chứ hồi bước ra cửa là có biểu. Đi kỳ vậy. Cái gì nữa nhà trọ. Hồi xưa thích làm cái nhà trọ này lạc á, thấy không? Để cho nghệ sĩ đi cho đáng luôn. Để chứ được hưởng một không khí, nhưng mà anh tính lại nó là không được đâu. Đâu phải ai cũng rảnh hai ngày. Tại mình bay lên, sao quá? Quay tối sáng mai mình mới bay về. Mà cái chuyến bay thì nó giới hạn. Đâu phải lúc nào mình muốn là có. Nếu muốn làm gì thì anh tổ chức show luôn. Tổ chức show. Rồi rủ tập tụ tập anh em vô. Diễn xong show cái kéo về nhà của anh. Cuối cùng anh nói thôi làm ở đây là hợp lý rồi. Tại vì ai bận có thể lên xe chạy về liền, hoặc là bận chạy lên xong rồi có thể rảnh cái chiều hoặc lại chạy về thì cũng dễ. Gần. Còn cái kia dính tới máy bay là nó phức tạp lắm. Đây về thành phố 1 tiếng rưỡi hả? Tiếng rưỡi. Đâu? Thôi. 2 tiếng. 2 tiếng. Tiếng rưỡi em đi xe cứu thương á hả? Trời ơi. Nãy mà anh không kiếm em ra sớm là em đi cứu thương. Anh có nhớ anh đi đảo một lần không? Anh đi tới đó rồi em chợt cái chân. Em đâu biết bơi không? Nghe tiếng gì ụt ụt vậy? Không la lên, cứu em. Phải tới cùng anh tới đó là phải níu. Sao á? Trời. Lúc đầu tâm lý của anh rất là háo hức, rất là phấn khích. Kiểu như trời ơi, mình... Nhà tôi mà. Mình nghĩ ra là một cái trò chơi nó hấp dẫn quá. Tại sao mình có thể hay ho như vậy? Xong qua khoảng 15 phút đầu. Lãng rồi. Bắt đầu chuyển tâm lý là số 1 hồi học rồi. Sao tôi lại ngu như vậy? Chơi trò chơi mà tôi phải mệt thấy bài. Xong hồi cái ánh quan mang. Chết rồi, lỡ tụi nhỏ này mình bài ra tụi nó có gì rồi sao? Ê, đúng không? Hồi nãy có ý gì không á? Tâm lý mà. Ồ, mấy đứa ơi ra đừng chui ra, kiến cắn nha mấy đứa. Thôi rồi, rồi ra đi, kiến cắn. Quan mang lỡ cái tại vì tím đâu biết tụi anh ở đâu đâu à. Cũng lo chứ đúng kiến không? Kiến cắn thì không sợ, mà sợ núp núp con rắn độc cắn thật à. Cái rồng. Sợ ai mình liền. Em sợ có rắn ở dưới luôn á. Tại vì con cá không, ở dưới nước thì có rắn. Ở trên mái nhà rồi mới có rắn. Cắn cùng lúc vậy luôn. Nếp bên trên đó bóng đêm mà cứ xào xạc phía sau lưng vậy nè. Sợ lắm. Hiện tại chúng tôi chỉ có một món quà mà thôi. Giờ phải công nhận nè, luật ban đầu mình nói là ai mà bị được tìm cuối cùng là thắng. Đó chính là Hữu Đằng. Nhưng mà mình nhìn nhận lại, ở đây có ba người đàn ông. Thì Hoa, gì vậy? Phải gọi là trao cho em cái bằng mà gan dạ. Hoa phải nói là hôm nay là rất là nhiệt tình, công hiến. Công hiến, dạ công hiến. Thì bây giờ mà giải thưởng chỉ có một. Dạ. Thì bây giờ xin phép Hữu Đằng luôn. Là mình có thể là bốc thăm may mắn để cho ai trúng được, tại vì ai cũng xứng đáng hết. Hợp lý không? Ừ, ok. Rồi, để tôi. Mấy cái vụ hên xui này em hay dễ trúng lắm đó nha. Em làm gì có. Chỉ có hai người ta thôi chứ. Ta có hai người thôi mà. Ủa? Em thua từ đầu mà ở đâu ra dễ trúng. Trúng cái búa. Cô qua xong cái quê á. Thôi ra đi, tôi nhường cho nè. Tôi hấp gió mà quê không được. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi đơn giản. Có nghĩa là chúng ta xoay chai. Ví dụ vậy em thắng. Hoa thắng. Cứ chỉ bên hôm đó là anh, cứ chỉ bên này là em. Trái là đây, phải là đây. Còn hai hướng này hoặc hướng ngang là của em. Quay lại. Dơ ơi là dơ. Để coi cái gì nha. Xem nghi đằng quá. Ôi
Ơi, ê, đừng móc ra. Không, vậy nó mới kịch tính. Nó đấu tranh nhau, cấu xé nhau. Thôi rằng hai anh cũng chơi cũng thắng rồi. Bao nhiêu mùa. Thấy chưa, khác liền, thấy chưa. Đây là một cái loại iPhone tâm nhau. iPhone nhân quan. Em quyết tâm từ lúc cua xuống cái hồ rồi. Anh thấy chưa. Rồi. Thôi bây giờ nha, mình đừng có nhìn. Ok. Thấy chưa, thái độ nó khác liền. Ok. Em sao máu mè quá. Đâu có máu đâu. Ngoài máu mà chui xuống cái hồ đó hết á. Nè, lên xuống cái hồ nha. Con xuống cái đồ hồ á, mẹ thôi mẹ độ. À, hư nha. Phải làm vững, làm lại. Okay. Tại vì chỉ về phía anh. Trời ơi, mẹ thương mẹ độ, chỉ ở bên đông, cánh đông tái tay trái gì đó phải. Đông trái là cái gì? Thôi quý quá, quay đi chú ơi. 2, 3. Đó, đó đẹp nè, đây ngon này, đẹp nè. Tim đập quá. Thôi đi thở, cái phút này mà nắm gì không nắm vậy. Trời ơi. Thôi đi bà ơi, cái phút này mà nắm gì không nắm vậy. Rồi. Thôi đó lấy đi bà già. Ai mà chua xuống dưới. Nhớ rồi. Nhưng mà hổ đạn là được phát hiện cuối cùng. Đúng là luật mà đã quy định rồi thì không thể sai được. Đúng rồi. Dù buồn quá thôi không chơi nữa không có. Dù mẹ già đã cố gắng nhiều. Đây, cố gắng hổ đạn cái điện thoại. Chào mọi người. Chào hôm nay Hữu đang tính tiền. Gửi biểu cho anh. À vậy hả, kỳ lắm. Gửi biểu với anh. Có 17-18 triệu hả? À? Ai đâu mà rảnh tổ chức chơi trò chơi cho mấy người chơi. Đúng rồi. Tiền điện, tiền nước, bao nhiêu con người quay phim ở đây. Hôm nay vui, cảm ơn các em rất là nhiều. Thật sự cảm ơn các em luôn. Dạ. Vì đã đến với chương trình. Dạ. Và đã mang tới nhiều món ngon. Dạ. Cũng như những kỷ niệm, quan trọng nhất là những kỷ niệm. Và trên cái khu check-in đã có anh em mình rồi. Đáng hồn. Em trấn khu Vĩnh Long luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia tay nhau. Thì rất tiếc là mọi người không ở lại được, bởi vì ngày mai có lịch trình. Thì anh cũng sẽ tiễn mọi người ra về. Hả? Dạ. Anh lớn là gì nói gì đi, tại mình mới trúng cái iPhone đó. À dạ, ngày hôm nay tụi em cũng rất là vui khi mà được nhận lời mời anh xuống đây rồi tham quan cơ ngơi của anh. Và được chơi những trò chơi từ dễ tới khó, rất phức tạp. Cảm giác là anh em với nhau quay quần như vậy nè, cảm giác nó gần gũi. Em cảm giác là cái sự gặt hái lớn của em trong ngày hôm nay không phải là cái iPhone đâu. Ghét lắm. Đó, không, thật sự nói với lòng luôn là cái điều đó là cái sự mà mình được gần hơn với anh Giang. Mốt đi quay lớn trong nghề, cái đó đi quay chung rất là quý. Thoải mái đúng không? Đúng, đó, cái đó rất là quan hết trọng. Hết khép nép rồi. Đúng, mình sẽ không còn bị khớp, không bị e dè với anh Giang nữa. Mình sẽ cảm thấy là đây là một người anh của mình sẽ thoải mái hơn. Mấy anh chịu giỡn, chịu chơi quá trời. Đúng rồi. Thì hồi đó đâu, chưa tiếp xúc gần, mình đâu có biết. Phải tại mình ít quay chung. Dạ. Ít quay chung. Chứ anh thì anh thiệt luôn là anh thấy ai nổi tiếng anh vui lắm. Tại vì anh hồi lên hồi xưa anh thấy anh nổi tiếng anh mừng lắm. Sau khi anh thấy anh giả nổi tiếng anh cũng mừng hơn nữa. Nói chung là nổi tiếng không phải là vì cái phù phiếm gì đấy, mà nổi tiếng mình sẽ có cơ hội đến với cái nghề mình yêu thích nhiều hơn. Và mình cũng có gọi là chút tiền để mình lo gia đình mình hơn. Anh nói chung cũng vậy mà. Cho nên là... Và thật sự nổi tiếng thì mới theo được cái nghề. Đúng rồi. Cái việc nổi tiếng ở một cái xã hội như mình thấy hiện tại đây, có thể biểu công nghệ. Em thấy dễ. Dễ. Nhưng mà cái tồn tại mới là khó. Tồn tại nó dựa vào cái niềm đam mê, cái mình đàng hoàng đó, gọi là đàng hoàng nó dễ chịu ha, mình đàng hoàng là ok hết à. Nhưng mà hai người mà gọi là không chiến thắng cũng có quà. Đi một về mười. Đi một. Anh là iPhone mini chứ tụi tôi là iPhone 14 nha. Đây. Mà cái mini dễ thương lắm. Khi đến với chương trình chỉ cần mang đến một bàn sẽ nhận về được 10. Cảm ơn Hàm Hảo đã đồng hành cùng với chương trình. Thôi đi về. Xe chờ. Đi nào. Hồi sáng mới tới mà giờ tối phải về rồi. Mười người nhìn nhau, nhìn nhau lệ rơi. Thôi dọn đồ đi, hát nó không hợp. Nói không nên. Ha 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 ha. Một ngày trôi qua
thật nhanh. Nhưng mà là mình sử dụng triệt để một ngày luôn. Từ sáng sớm cho tới tận bây giờ. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Coi tấm hình hồi sáng 7 chưa có rõ anh. Dễ thương, dễ thương. Dễ thương, dễ thương. Dễ thương lắm. Trước khi về mới coi tấm hình mình có dễ thương hay không. Tại sáng mờ mờ chứ dễ thương được. Rồi, lên xe. Về rồi sao? Giờ chia tay đã đến. Bạn ơi. Thôi số thôi số sau anh Giang quay khách mời khác mình xuống làm biên tập không? Cảm ơn em đến với chương trình nha, cảm ơn đến với nhà trò Destiny. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Nhà trò Destiny xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại nha. Dạ, bye anh. Bye anh, cảm ơn anh rất nhiều nha. Ok, rồi. Không có gì buồn nha, cuộc sống mà. Có những ngã rẽ mình phải chấp nhận. Không sao anh. Xin chào tạm biệt. Bắt tay chạy mạnh giỏi nha. Bye bye. Bye. Từng người đến rồi từng người đi. Căn nhà trọ này luôn tiếp đón tất cả mọi người. Bây giờ lại một mình với những khoảng trống còn lại. Nhưng hơi ấm vẫn còn. Mình sẽ ngồi nhìn lại một ngày trôi qua như nào. Ghê trời. Lâu quá không cắt. Ủa tới rồi kìa. Trời, nắng như vậy. Ủa? Vô đây phát cỏ hả? Trời ơi bác làm vườn. Con chào bác làm vườn. Nó ồn quá bác không nghe đúng không? Không nghe vậy trơn á. Con hỏi bác từ ngoài bác không có trả lời con. Hỏi gì? Con hỏi bác phát cỏ hả? Đúng rồi. Phát cỏ là cái gì? Phát cỏ là nè. Là giống như cắt cỏ hả? Ờ. Thường phát là người ta cầm cái đồ người ta phát. Còn đây là mình cắt bằng máy. À. Thử không? Thử. Hay lắm. Vô. Được thử đi. Ôi em thích mà giật giật luôn lên vậy. Tại sao anh? Giật luôn hả? Đã chưa? Ủa? Đeo đi vô rồi. Ủa vậy hả? Đeo vô, đeo như đeo một túi sách vậy đó. À. Từ từ nha. Rồi đó. Cái này là cái cần đó. Bóp là dứt. Đó. Ồ. Coi chừng. Ê ê. Không ổn. Không ổn rồi. Đúng rồi, nhà em làm đúng không? Đúng rồi đó, nhưng mà đeo là không ổn thôi. Ủa? Cắt cho nó bằng á, đừng cho cắt cuộn nó xuống. Thôi nghỉ đi em ơi. Thôi bỏ. Nghỉ thôi đi, bỏ đi. Rồi, kéo nó xuống, kéo xuống. À, kéo xuống. Rồi kéo lên. Rồi đó. Em coi chị nè. À, thôi thôi. Hả? À, thôi. Ba để con thể hiện. Chị thấy em làm chị mất tức quá à. Nhìn em vô đã. Không phải tại vì lần đầu tiên em làm chuyện này. Thôi hai đứa mày tao tức quá. Nope. Phải đưa nó vô cái eo. Để nó hư cái nách vậy đó. Hư cái nách vậy đó. Được không? Còn em giúp vé không? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cái nghề này khó quá. Ủa sao nãy chị nói hay lắm mà. Em coi chị nè. À thôi thôi. Hả? Thôi. Ba để con thể hiện. Chị thấy em làm chị mất tức quá à. Nhìn em vô đã. Không phải tại vì lần đầu tiên em làm chuyện này. Tao thấy hai đứa mày tao tức quá. Này mà có rít fan ở đây là anh nói chị hay ra vẻ. Đi qua đây. Trời ơi. Ủa sao có cái này mới rồi ba? Trời trời, chương trình của ta phải mới chứ. Này gì ba? Này là cái bản đồ Việt Nam. Không, ý là để làm gì vậy? Để cho nghệ sĩ nào đến từ vùng quê nào thì ký tên vào vùng quê đó. À, à hợp lý không? Trời ơi, hay vậy? Hay không? Để ký. Bây giờ đố Buka này. Dạ. Gỡ đâu ra mà ngay cái Đồng Tháp luôn, đố luôn. Đồng Tháp ở đâu bên đó? Ủa? Vậy thì bên đây. Tại vì biết sao không thấy Võ Tấn Phát ở Vĩnh Long là cái bên nè. Cái gỡ đây, ai vậy Bến Tre.
Ủa chị có biết về vị trí quê chị không? Biết, tại chị kế Vĩnh Long nè, em thấy không? Chị thấy Võ Tấn Phát nè, là ở đây, Võ Tấn Phát ở Vĩnh Long đúng không? Cái chị gỡ đây vậy. Thôi chị qua đây chị ký giùm em đi chị. Chị thấy dễ thích quá. Dễ thương quá. Để coi ký đúng không nha, hôm nay lại bị ngược nha. Dạ, đúng mà. Ngược rồi. Ủa? Thấy chưa? Ủa? Đời, bạn cùng lớp Liên Bỉnh Phát với là Ricky Star đây. Ủa sao chổng đầu xuống vậy? Ông ơi, tại biết không, cái cục này nó quay đầu nào nó cũng đẹp hết trơn á. Thôi bớt bớt đi. Dè ra cho người đàn ông trưởng thành ta làm việc nè. Để coi làm được tới đâu. Em ký ở trên Huế nha. Đây, Phương Lan ký cũng gần hết rồi. Ủa? À, ký bằng cái chữ này đẹp nè. Cái viết này đẹp nè. Sao nhà ba nắng quá vậy? Trời, nắng mới tốt. Viết thêm chữ Huế này gì vậy ta? Ờ, rảnh lắm. Trời đất ơi. Hay tạo nét lắm. Hay mình xóa đi. Ê, bà đi ta. Tính ra thằng bé này nó ký cũng ok quá ha. Nhìn không biết được ghi tư kiện luôn á. Trời ơi. Bao giờ mới trưởng thành? Không lẽ suốt đời chị dạy dỗ em hoài. Rồi. Xong chưa? Dạ rồi. Chụp tấm hình nào. Đó, chụp chung hay chụp riêng? Chụp riêng. Chụp chung đi. Tốn hai tấm phim của ảnh. Không, phim thoải mái. Tao biết chụp không vợ sao không? Từ từ, tao phải chụp thấp để nó đẹp nè. Đẹp không? Đẹp không? Trời, con đâu biết ở đây có này đâu, con đem theo cái máy chụp hình. Trời, nhà ta gì không có, nhìn vô. Đâu biết, bữa trước xuống có đâu. Cái đó là lúc mà đi chơi. Bữa nay quay chương trình cái bà đặt ngựa ngựa đem ra. Chứ sao? Đứng đây được chưa anh? Quá đẹp. Thằng này sao nó đẹp trai dữ vậy trời. Ai mà yêu được này nhá, hạnh phúc lắm á. Đúng rồi anh. Anh thấy đây ai là người hạnh phúc nhất? Thôi đừng hỏi nữa. Hãy hỏi lắm, hãy hỏi cho người ta nói vậy. Qua đây. Hôm nay mình vô bảo tàng hay sao? Đâu có vậy. Đây là những vị khách đầu tiên nè. Tính là ba chụp đẹp nha. Trời ơi trời. Đó. Trời ơi, sao chị trừ cho chị né qua bên cho em nữa chị. Ủa? Cái lỗ đó hai hình được. Rất nhỏ, rất nhỏ. Rất nhỏ này lụm cho ta kìa. Trời ơi. Rất ai vậy? Rất hũ đằng. Em muốn kế bên. Ê, trời ơi. Sao má chương trình ta quá hà. Chị ghét hũ đằng với Võ Tấn Phát lắm đúng không? Chị làm rớt hình hũ đằng Võ Tấn Phát không nè. Chị cảm giác muốn lật đổ hai đứa này sao? Được không? Được. Rồi. Em muốn kế bên chị hả? Đúng rồi. Trời, em muốn kế bên chị hả? Đúng rồi. Sao nghe mấy câu chuyện này người đã tức anh ách. Ăn uống gì chưa? Dạ chưa chứ. Đi từ sáng sớm mà. Đúng xe, rồi. Xe nhà ba lại rước đó. Đúng rồi. Đẹp không? Cái lỗ này hay ghê anh Giang. Trời ơi. Cái lỗ này bé này dành riêng cho hai đứa mình. Mời vô nhà. Đi. Cho con ghé cái chỗ đó. Đó là chỗ nào con? Cái chỗ đó đó ba, chỗ mà để mình thoải mái hơn á. Nơi mình dừng chân á hả? Dạ. À, chị muốn đi toilet á hả? Em này tới chị. Ta đã kính đáo con gái, ta kính đáo rồi. Ta nói chuyện tới nhị vậy rồi. Em đâu có biết đâu. Ủa sao bữa nay có hai đứa mình xuống đây hả? Hai đứa thôi chứ chị nhiều. Ủa sao em thấy bình là... Bình thường mình xuống đông đông. Nhiều lắm mà anh. Cái đó là riêng lẻ, còn này cặp đôi rồi. Ủa? Cặp đôi? Đúng rồi. Chị em ta kêu cặp đôi thì cũng là một cặp thân thiết. Vậy chắc số mình là chiếu Valentine năm sau á. Không có đâu. Đây bước ra cho đây con. Mời vô. Cảm ơn ba. Hôm qua tối hôm qua mưa một trận rõ to. Ở dưới này mưa hả anh? Cho nên là sáng nay là cây cối nó xanh mướt hả anh? Tươi tốt lại liền á. Trời còn gì tuyệt vời hơn mà nắng cái vô mình ngồi uống trà vậy anh ha. Nói gì nữa. À, mà đã luôn á. Ngon uống bia nữa. So sánh ngộ ghê. Mới sáng sớm không lẽ uống bia không? Sướng không chị? Sao có hỏi mấy cái câu ý sướng không chị? Thoải mái không á. Xin qua cho ta ngồi đi. Thoải mái lắm em. Ủa em chưa có phòng hả? Em nè, phòng em nè. Ờ vậy thôi tối nay em ngủ đây đi. Đây cũng rộng. Chị cũng muốn ra đây ngủ với em không? Không nha. Buka càng ngày càng đẹp ha. Hả Nhi cũng vậy, càng ngày càng lớn tuổi. Ủa thôi, chị nghe khúc này chị đau lòng lắm á. Nó chấp nhận số phận rồi. Bây giờ mình sẽ đi chợ. Chợ gần đây hả anh? Chợ gần đây. Rồi kiếm gì đó cái mình ăn sáng nhẹ. Đó, rồi sau đó cái mình gọi là đi kiếm gì đó mua về trưa về nấu cơm. Chị có muốn về trồng trọt đây không? Em mua chị miếng kế bên đây dưới này nè. Ừ đi, ừ liền con. Ừ. Chị muốn. Ở đây về đất mắc lắm á. Chị muốn. Giờ bao nhiêu mét vuông rồi anh? Tùy cái miếng. À là xính lẻ hả? Không, mua chơi. Mua chơi. Ủa, ca sĩ nói chuyện chứ. Trời ơi, hay thể hiện. Thể hiện.
Nhà trò Destiny thì có mì kim chi hảo hảo. Nhưng mà hôm nay khách quý tới, dắt đi ăn tiệm một bữa. Giờ mình đi ăn hủ tiếu sườn. Hủ tiếu sườn không hành, lá. Tiếu sườn là cái sườn là có xương đúng không? Không, tại vì em không ăn xương được. Ủa thì mình ăn cái miếng. Mình kêu người ta lấy hủ tiếu thịt. À, không lấy cục sườn. Ủa vậy hả? Không biết đâu, tưởng là nó bán sườn không thôi, không có bán. Cái này là do quay hình chứ bình thường là ăn cái này nè. Nói chuyện cái đó là ăn cái đó đó. Trời là trời. Hợp lý. Không, tại vì anh nói là mình quay game phải talk cho vui. Vậy à, khái niệm của cái người gốc Huế vậy là vui đó. Đó vậy là vui đó. Tới rồi, xin mời. Ăn sáng thôi. Quán quen thuộc hả ba? Đúng rồi. Để vô coi đây còn có gì hả? Cho em một hủ tiếu khô. Ít bánh. Còn ăn gì? Em một hủ tiếu khô ít bánh không hành lá. Không hành lá. Một hủ tiếu tô tiếu khô này đủ nhưng mà không lấy xương. Không lấy xương. Lấy sườn nha. Sườn nạc hay là sườn gân? Nạc nạc. Sườn nạc rồi ok. Có em nhiều hành phi nha. Hành phi nhiều. Hành lá cũng nhiều. Sao hay xinh quá. Hay nhiều quá. Dạ cảm ơn chị. Ít bánh. Dạ. Dạ. Con cảm ơn con. Đã no nê rồi, bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi vô chợ càn quét. Ê, trong chợ quê nhiều khi có mấy cái món nhỏ nhỏ mà cái bánh à, ngon lắm á. Dạ. Giờ mình ăn cái gì nữa anh? Ăn bánh. Ăn thịt tới nè. Mới vừa ăn xong bước ra. Em tưởng là kiểu mình đi ăn chè chán miệng chán ngơ đồ á. Thôi mà, ghiên ơi là ghiên. Ăn quá hà. Đi vô chợ có gì ăn đó. No quá. Ai đi chợ. Cái cảm giác mà đi chợ buổi sáng sớm nó nhiều cái hay lắm. Thứ nhất là cái không khí thay là cái mùi á. Đúng rồi. Ờ. Cái mùi là lộn bà lằng á. Đủ thứ trên đời. Đủ thứ trên đời á. Rồi tới nơi đây chính là ngôi chợ của chúng ta. Xin mời. Yeah. Mời quý khách. Rồi. Wow. Chợ Xuyên Mộc. Dạ. Dạ, chào cô. Chợ đây nhiều món quá hả? Bánh nước kìa, bún nuôi xào kìa. Bánh nước. Ủa gì trong TV vậy? Có gì đâu trời. Hello chị. Rồi vô đây. Gì hết em nãy đi bán thịt. Em bị giỏi rồi chị. Bán thịt rành chưa? Dạ rành rồi. Ba chỉ nhiều ký. Ba chỉ là không phải hỏi ba chỉ là cục thịt nào. Biết ba chỉ là miếng nào không? Ba chỉ là miếng nào nè? 120 ký. 120 ký ba chỉ. Chăm mốt bán không? Chăm mốt bán luôn. Có như Trường Giang là free. Bây giờ là chúng ta đang ở một ngôi chợ dưới quê, miền quê hữu tình. Đó là chợ Xuyên Mộc. Bây giờ mình sẽ có một trò chơi như sau là chia đội. Ủa tự nhiên vô chợ cái không mua gì mà bắt chơi. Chứ đi trong chợ lắm. Chỗ ta đang buôn bán nữa. Bây giờ chia đội, thấy mình cặp hay là hai chia sao? Em nghĩ là em với anh cặp đi. Tại vì thấy chịu hai người này khó mà tách rời được. Ủa sao vậy? Sao vậy? Tại vì cái suy nghĩ đó. À. Em nghĩ là hai người thân với nhau. Ủa sao cậu mở không nhau? Ủa vậy là mình không thân hả? Không, thường anh chị em đi ra đây, đi ra đây. Bây giờ là hai tôi cặp. Hai đây cặp. Hai tôi cặp. À, giờ mình chơi trò chơi. Chị vậy, con trai chị đâu? Ủa anh là con trai chị hả? Rồi. Chết rồi. Giờ mình sẽ chơi giật tay hả anh hả? Ủa? Ủa chơi giật tay hả?
chơi cái gì kỳ vậy? Sáng giật lại ảnh đây. Mình phải giật thắng thì mình mới có thịt đem về. Thiệt đó hả anh? Căng nhưng mà cái tay ảnh cầm con dao này chặt thịt là ảnh rất là mạnh. Anh đánh thường tay nào? Em thường tay phải đúng không? Em chơi tay trái. Rồi vô. Ủa chơi liền hả? À. Liền chứ. Trời bất ngờ quá vậy. Chơi em. Rồi vô. Nghe em. Sao cái tay không to gấp đâu, tay kia vậy? Vô, bắt đầu em vô. Em để xích vô, nếu không là em thua đó. 3, 2, 1, go! Cố lên, cố lên! Cố lên, xin ơi! Wow, wow! Xin ơi, cố lên! Xin ơi, cố lên! Cố lên, cố lên! Cố lên, xin ơi! Wow, wow! Xin ơi, cố lên! Xin ơi, cố lên! Xin ơi, đưa lại đừng, xin ơi, đưa lại đừng, giả ra, đừng giả ra! Ê, ê, ê! Phải trơn quá người mồ hôi nè. Thôi thua rồi. Sau khi mình chứng kiến trận đấu vừa rồi, em nghĩ là mình không cần phải chơi nữa. Không, không, không phải chơi. Dì Khánh ra chơi. Dì Khánh ra chơi. Dì Khánh. 1, 2, 3. Gì vậy? Ủa mà giữ luôn hay sao? Đó này không có chơi nên em bị trơn. Thôi 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 thôi. Anh đang cố giữ lại á, anh không làm á. Em thấy là anh không có kéo nè. Anh kéo anh vô. Anh chơi hết sức rồi. Vậy là anh ơi, anh tính làm nhục em hả anh? Anh có cảm tình với Duy Khánh đúng không? Ba nghĩ là anh có cảm tình với Duy Khánh đúng không? Ba nghĩ là mọi người không ai vỗ tay hết trơn. Đúng vậy. Có nghĩa là có một cái sự cảm tình gì đâu đây nè. Nói gì á? Sáng giờ Duy Khánh cắn ra được bao nhiêu ký thịt rồi? Hỗ trợ đây cho bé. Cô nói là nãy nói nhỏ nhau rồi. Nói chung là mình có một lực là thua và lực thắng là coi như quê. Rồi thôi chứ là quê là cũng được rồi. Dạ. Rồi chọn, thích ăn gì chọn? Dạ thích ăn nạc dâm. Mua thịt bằm làm cái món đậu hũ trắng trắng, đậu hũ non với lại cái thịt anh làm á. Thịt đó về mình bằm được. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đã có thịt rồi. Theo yêu cầu của Riêng Tuấn Kiệt là hả làm món tàu hũ băm thịt. Sốt thịt băm. Đó. Hồi nãy là Khánh là thắng là được một đồng xu to. Dạ. Đó. Hôm nay là cuộc đua đồng xu nha. Thua là được đồng xu nhỏ. Một hình phạt cho người thua nữa là phải tổng bu ca squat 10 cái. Wow. Không qua đây con. Dạ, làm gì? Ủa mới tắm hả em? Rồi. Sao ướt vậy? Rồi vô. Lát về tắm sao? Làm rồi. Gì làm gì bác? Cổng bu ca squat 10 cái. Sao nổi? Nổi chứ không? Trời em là dân tập gym mà chị sao? Đã từng cổng bu ca chưa? Chưa. Nhiều cổng nhiều rồi. Ủa vậy hả? Cổng nhiều quá mà mình cầm giùm em cái đồng hồ này nè giới. Rồi vô. Làm đi em. Đứng đây luôn anh. Đứng đây squat luôn. Coi chừng té nha. Xuống chút chị mới lên được. Mày cứng quá. Đây. Mềm đó. Cứng quá hả? Dạ dạ rồi đây. Anh thì hôm nay chơi rất là giỏi. Dạ. 2, 3 xuống lên lên xuống. Chị kêu kêu đẹp trai quá kìa. Mạnh mẽ lên. Xuống lên là 1 nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa gì vậy? 6, 7, 8. Chị sắp té. 9, 10. Đây là người thua, còn người thắng. Người thắng thì sẽ cổng anh bá tình heo. Anh được rồi, em đúng vui rồi, vậy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vui thôi đừng vui quá. Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là hình cổng công chúa tới các điểm mình sẽ đi tới. Wow. Ủa, sao con sướng vậy? Đúng rồi. Lên 2, 3. Ủa, trời ơi, quá nhẹ. Rồi, đi. Đi đường nào, đi đường. Rồi, điểm tiếp theo là ở đâu vậy? Ở đây hả? Đi ra ngoài đây. À. À. Tới rồi. Hello chị. Chào. Yeah. Chị tên gì ạ? Tên dạ, Yến. Dạ chị. Dạ. Quá trời quá đất. Ghiên cổng mu nhẹ nhàng quá hả? Như một thói quen luôn á. Trời, mua gì ba? Ủa cái gì mà 20, 15, 18? Ủa này là giá hay sao? Chị, bây giờ vậy nè, cái này là giá thiệt đúng không chị? Đúng, giá thiệt. Giá này chưa bớt đúng không chị?
Không, không bán chính thống, không bớt luôn. Giá chính thống. Không bớt. Giá này là giá không bớt. Không, không bớt. Ủa mà cái giá này là của chị để là chương trình mình để. Giá thiệt á, giá thiệt á. Giá thiệt bán luôn á. Không bớt luôn. Không. Thà cho chứ không bớt. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi với chị luôn. Hai đội. Mỗi đội sẽ mua 5-7 thứ gì đó. Sau khi mình chọn xong là mình sẽ cộng giá tiền, ai cộng nhanh hơn thắng. Chết rồi bố ơi. Có anh Giang mày lo gì? À quên quên, em chung đội với anh Giang. Giang tính lẹ lắm. Nhìn giá chưa? Nhìn cho kỹ một lần đi. Ôi, em nhìn nửa thì nhìn nửa. Nhìn chưa, nhìn chưa? Đó, tỏi 30 nè. Củ cải nè, 15 nè, dưa leo 15 nè. Cà rốt 15. Khoai tây 25. Dưa leo 15, cà chua 15. Đậu bắp 15. Chanh tắc 15. Chỉ có cái này 30, cái này 40 nè. Còn lại là 15. 15, 18, 20, 25 18 rồi. Rồi chưa, rồi chưa. Rồi. Rồi, chơi đi ạ. Trời ơi, chơi cái gì ấm vậy trời. Quá. Chị tên gì? Dạ, tên Hiền. Chị Hiền hả chị? Chị có Hiền không? Dữ lắm. Bây giờ em nhờ chị cái này. Chị chọn cho em cho đội này 7 hoặc 8 loại. Chị thích gì chị đó. Rồi họ sẽ tự cộng lại. Nếu cộng đúng thì thắng, cộng không đúng thua. Chị đi. Vậy? Cải thảo. Rồi, một cải thảo. Củ cải, cà rốt. Củ cải, cà rốt là 3 loại. Dưa leo 4 loại. Cà chua 5 loại. Rau xanh. Ủa, nãy... rau thơm các loại. 6 loại, 1 loại nữa. Bí đỏ. Bí đỏ, rồi 10 giây để cộng tiền. 10 9 8, 8 7 6 5 4 3 2 10. Đội nào sai số hết hơn đội đó thắng. Dạ. 110.000 để đó. Ủa sao rẻ dữ vậy? Ủa sao rẻ quá đúng không anh? Rẻ quá. 1, 2, 3, 4. Ê Bu ơi, cũng 4, có những 5. Món 25.000 đó nha. Mà nãy giờ em thấy 4 món 25.000 là cả trăm ngàn rồi đó. Ê khoan, là... nãy con thiếu món rồi. Chị nãy chưa chưa được 7 loại đang nha. Đang chơi mà sao thấy nhắc quá. Không phải, không phải. Không phải nè, nãy chưa 7 loại nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Hết giờ rồi, chốt rồi. Có 5 loại thôi à. Nếu mà cà chua, nó còn cà chua nữa kìa. Nãy đâu có nói nghe nói có cà chua đâu. Có cà chua, có cà chua. Ủa ê, ê, biểu không nghe. Vậy là 135.000. Rồi vẫn sai luôn anh chấp luôn. Rồi 135.000 rồi. Rồi giờ chọn một anh chị đó cho Khánh đi. Chọn ai nè? Em rảnh không chị nhờ em? Em rảnh không hả? Không rảnh. Em tên gì? Coi. Em tên gì? Em tên gì? Nhung hả? Hello Dung. Nhung ơi, Nhung giúp anh Duy Khánh rồi. À, Nhung chọn giùm anh. 8 loại. 7 loại. Ok. Ăn gian nữa à? Sơ hở cái là ăn gian. Đúng rồi, 7 loại. Bắp cải. Nhớ rồi. Bắp cải à? Dạ rồi. Cà tím. Cà tím. Cà tím 2. Bí. Bí. Bào 3. Bào. Mướp 4. Khoai tây 5. Củ su 6. Rau má 7. Rồi 10 giây. Chưa kịp cộng 2 cái món đầu tiên nữa. 10 giây bắt đầu. Chưa kịp cộng 2 cái món đầu tiên nữa. 10 giây bắt đầu. 1, 2, ê, 10 3 giây. Nhanh như thế. 10. Đếm tới 10 mà 5 9 6. Chị đang đếm tới 6 rồi em. 7, 8 9, 10. Hết giờ. Dễ nhanh như vậy. Cảm ơn em. Hết giờ bé ơi. Bé ơi bao nhiêu tiền? 148. 148 ngàn. Đâu ra có lẽ anh nói vậy. Dạ. Có cái món 18.000 thì đó. Rồi như vậy là đội Vuka sau khi 7 món lựa chọn số tiền là 135. 148. Dạ. Kết quả là cả hai đều sai. Dĩ nhiên là sai rồi. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ sai số, sai số ai ít hơn thì người đó thắng. Ok. Vuka là mang về con số là 135. Nhưng mà thật ra đó là 145. Buôn bán vậy là lỗ vốn rồi. 10.000 con bù, con bù 10.000. Duy Khánh. Dạ. Sai xa đó. Hồi nãy mới tự hào lắm. 148.000. Dạ đúng rồi. Thực sự con số chính xác của nó là 100.000. 100.000. Buôn bán vậy là bán nhà luôn rồi. Không phải, tại đang dịp lễ. Cảm ơn em. Người ta sai số có 10.000, con này sai tới 48.000. Cảm ơn chị. Nhưng mà sao nãy mới 5 phút là anh Giang tự hào về em lắm luôn á. Thì đó, đồng đội một em mà. Một ngày mà lỗ 48 cũng như 50 đi. Một tháng lỗ 1.5 triệu. Trời ơi, trời ơi. Buôn bán cái này lời có bao nhiêu đâu. Rồi rồi, cái này em thua, rồi. Bỏ 50.000 á, đền cho cô kìa. Không có tiền, không có đem tiền, tại vì đi. Tiền đây. À wow. Thua là được xu nhỏ. Dạ. Thắng được xu lớn. Dạ. Mình có một xu nhỏ, một xu lớn. Xu lớn của em, xu nhỏ của chị á. Bé này.
rồi, nãy giờ có chơi không mà ăn gian vậy? Bây giờ nè, bây giờ hồi nãy là ai thắng? Đây thắng, giờ dám chơi với cô bắt rau không? Thôi, chơi vậy là chơi ngu quá. Đúng là nghề của người ta. Chơi với cô bắt rau sao chơi lại? Giờ đi uống nước cho mát. Rồi, đội ba bị phạt. Chương trình của anh Giang mà đòi phạt anh Giang làm sao? Đợi bị thua cho nên phạt là nhảy cò cò từ đây qua chỗ bán nước. Ủa alo. Đi tới ngoài luôn á. Đi về tới nhà chị Hiền luôn á. Thôi đi 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 đi. Dạ ok. Dạ cảm ơn mọi người. Hai đứa mình sẽ nhảy cò cò tới chỗ bán nước. Dạ dạ. Đây cò cò. Dạ. Dạ tới tiệm nước rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi. Đây là một trò chơi cần sự khéo tay. Chỉ có những người phụ nữ mới chơi giỏi thôi. Chơi gì ba? Chúng ta sẽ lấy cái này. Cái gì vậy? Một người cõng một người. Dạ. Và người ở trên sẽ là người đưa cái này làm sao? Khui được mà... cái nắp ra. Không. Trời ơi cái đó khó quá vậy. Nè, nó lòn vô đây. Không được rớt, không được rớt cái diêm nha. Là thắng. Wow. Lọt vô thôi hả? Đúng rồi. Nhìn vậy thôi chứ không đơn giản đâu chị ơi. Đúng rồi. Và đặc biệt là ở dưới cõng mà ở trên phải làm cái này. Wow, khó vậy. Vậy thì chị đổi lại không? Nếu chơi không được, không được rời khỏi khu chợ đây. Trời nghe áp lực quá. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta không chơi đơn giản gì đâu. Dạ. Làm một tiếng thì sao? Thời gian nào mà chờ. Dạ. Trong thời gian mình làm thì bên đây là xong một ly cam giác. Cà rốt cam là mình vừa ép cam vừa dắt ca, vừa ép cà rốt vừa dắt okay, cam. Ok chị. Cứ làm xong mà tụi em xong kịp với anh là tụi em thắng. Mà tụi em không kịp với anh là tụi em thua. Cho nên nếu anh thương tụi em anh làm từ từ giùm em. Anh nói nhỏ hả? Nói nhỏ. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thua là có hình phạt nha mọi người. Thua là uống nước cốt chanh đó. Uống như đau bao tử vậy. Rồi ai cõng ai? Anh cõng em đúng không? Hay là anh chơi giỏi không? Anh chơi giỏi em cõng anh. Anh cõng em. Dạ ok. Hay là chị chơi chứ. Anh cõng em. Chị cõng em nhé. Sẵn sàng chưa? Nè thua lùng lùng xuống. Ủa sao hôm nay ngày gì mà cứ cõng khánh hoài ta? Một, một, hai, ba, lên. Bắt đầu. Anh có chừng rớt, rớt đó là thua đó nha. Khánh ơi là Khánh, sự khéo tay đâu? Cho em mượn đồ khui ơi, em hoành quá rồi. Quên ha, tiền lại cho. Phụ nữ chi tiêu nó dễ. Đúng rồi. Ta lấy chồng tới nơi rồi đó. Lấy ai, lấy ai, lấy ai hả? À? Lấy ai á. Cái giọng nhiều chuyện ghê á. Mà cái người này là Tuấn Kiệt hào hùng lắm nha. Thấy không? Em út là phải như vậy. Ngoan ngoãn, lễ phép chị thương. Chị thương kìa. Đúng rồi, chị thương chứ. Chị đi đâu không bên này? Ê, ê. Giơ tay lên.